Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ cho mọi người nghe bộ dữ liệu mới nhất và hay nhất của dòng đèn Core BA600 trong năm 2023 nha mọi người. Mình sẽ review cho mọi người bộ dữ liệu đầy đủ nhất của dòng đèn Core BA600. Nếu như mọi người muốn cài đặt hoặc là mua dữ liệu của đèn này thì cứ liên hệ với nhà cụ Thiệu Gan qua số điện thoại Zalo là 0973675251. Nhà cụ Thiệu Gan sẽ tư vấn cho mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chi tiết trong cái bộ dữ liệu này. Khi mọi người cài đặt vào thì đàn của mình sẽ có những cái dữ liệu và những style và voi tiếng như thế nào nha. Thì mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem luôn. Rồi, ở đây. Đấy. Rồi mình sẽ quay chi tiết vào cho mọi người nha. Khi mọi người cài vào thì bộ dữ liệu nó sẽ hiện ra ở đây. Khi mọi người bấm vào nó sẽ hiện ra rất là nhiều nè. Đầy đủ hết tất cả những dữ liệu mà mọi người có thể luyện tập hoặc là đi show đều được nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử một cái điệu DJ. Rồi mọi người cùng nghe thử nha. Tiếp tục là mọi người thử nghe một số cái điệu cha cha nha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử một cái điệu cha cha này đi. Tiếp tục nha mọi người. Mọi người nghe thử một cái điểm pop nè. Và mọi người nghe thử một số cái điệu rumba nha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử một điệu rumba và mình sẵn thì mình sẽ test thêm một số cái voi tiếng dân tộc luôn nè.
Rồi, ngoài ra nó sẽ còn rất là nhiều điệu rumba khác. Bây giờ mình thử cho mọi người nghe thử cái này đi nha. Nó sẽ có một cái điệu rumba Dương Hồng Loan, nó bass rất là chắc nha mọi người. Ngoài ra thì sẽ còn rất là nhiều điệu và những cái phong cách khác nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho mọi người nghe thêm một cái điệu rất là quen thuộc nha. Mọi người thử nghe một cái điệu rock nha. Đây. Vòi tiếng mà mọi người đánh những cái bản nhạc slow này rất là hay luôn. Rồi mình thử một số vòi tiếng của ba thể loại này nha. Rồi, ngoài ra nó sẽ còn rất là nhiều voi tiếng khác nữa mà trong video này mình không thể nào mà mình demo hết được. Thì nếu như mọi người muốn xem chi tiết thì mọi người có thể liên hệ với nhạc cụ Nhật Ganh qua số điện thoại Zalo 0973675251, hoặc là những cô chú bác anh chị nào mà ở nước ngoài thì hãy cứ liên hệ với nhạc cụ Nhật Ganh qua email thienkebo102@gmail.com để nhà cụ Thiệu Ganh có thể tư vấn và hỗ trợ cho mọi người được tốt hơn nha. Nếu như mọi người có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay cho thì bên mình sẽ hỗ trợ cho mình, cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và chúc mọi người có một buổi xem video thật là vui vẻ nha.